giá điện tăng, bình thường và bất thường. Vì sao phải sợ? Tòa ra quyết định tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 60 ngày để chuẩn bị xét xử. Cán bộ thành phố Hà Giang nhận 200 triệu đồng tiền bôi trơn bị bắt. Giá điện tăng, bình thường và bất thường. Thưa quý vị và các bạn, giá điện bình quân được EVN chính thức tăng lên mức hơn 1.920 đồng 1 kW kể từ ngày 4 tháng 5. Giá này đồng nghĩa với mỗi số điện tăng 55,9 đồng, mức tăng tương đương 3% được cho là bình thường và hợp lý bởi nó nằm trong thẩm quyền của EVN. Căn cứ theo quy định hiện hành cũng hợp lý là bởi mức tăng này không sốc. Bởi dù đã tăng lên 1.920 đồng mỗi số, thì EVN vẫn tiếp tục gánh lỗ do giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032 đồng 1 kW. Bất thường chính là ở chỗ, vì sao EVN lỗ mà lỗ rất khủng? Chỉ riêng năm 2022, EVN lỗ hơn 1 tỷ đô la, tương đương 26.235 tỷ đồng. Khoản lỗ này còn chưa tính 14.700 tỷ đồng khoản tiền chênh lệch tỷ giá hiện vẫn chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022. Mặc dù Bộ Công Thương và EVN liên tục khẳng định các báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh điện của EVN đều là những báo cáo đã được cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện, nhưng những khoản lỗ của EVN chưa được công khai chi tiết đến minh bạch. Bất thường còn là vì EVN cũng chưa trả lời được câu hỏi. Cùng một hệ sinh thái nhưng công ty mẹ thì báo lỗ, trong khi các công ty con thì vẫn công bố lợi nhuận cao trong năm 2022. Điển hình như hai doanh nghiệp thuộc EVN là Tổng Công ty Phát Điện 3, Tổng Công ty Phát Điện 2 đều ghi nhận những lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 lần lượt là 2.550 tỷ đồng và 3.668 tỷ đồng. Vậy khoản lỗ của EVN đến từ đâu? Nếu nói rằng do giá đầu vào tăng cao gồm nhiên liệu, lãi vay hay bị lỗ tỷ giá thì các công ty con cũng đối diện với khó khăn này. Tại sao ra kết quả khác nhau? Phải chăng vấn đề nằm ở năng lực quản lý của chính EVN? Nghĩa là các yếu tố khiến EVN lỗ dẫn đến việc phải tăng giá điện như là một giải pháp bắt buộc chưa được làm rõ. Còn một nghịch lý nữa là trong khi EVN kêu lỗ và tăng giá điện thì việc đàm phán giá bán điện với các đơn vị sản xuất điện gió, điện mặt trời vẫn chưa có hồi kết, tạo ra sự lãng phí vô cùng lớn. Giải pháp lâu dài cho ngành điện không phải là tăng giá bán để giảm lỗ, nói cách khác là để dân gánh lỗ cho EVN, mà cần tìm ra phương án để đảm bảo an ninh năng lượng, tìm nguồn nhiên liệu rẻ, sạch hơn, từ đó giảm giá thành sản xuất, trong đó có cơ chế giá hợp lý để các nhà máy điện tư nhân, các dự án điện năng lượng tái tạo tham gia vào kinh doanh điện. Thực tế người dân sẵn sàng chấp nhận giá điện tăng nếu không có những dấu hỏi và bất thường xung quanh chuyện giá điện và lỗ, lãi của EVN. Vì sao phải sợ? Thưa quý vị và các bạn, làm vì cái chung, không tư lợi mà cán bộ không dám làm, không dám chịu trách nhiệm để dân khổ là vấn đề quá lớn cho phát triển. Trong cuộc họp cộng tác viên trước ngày nghỉ lễ mới đây do trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, không ít các cựu lãnh đạo đã bày tỏ tâm tư về những khó khăn và công việc hướng tới của thành phố. Ai cũng đầy tâm tư nặng lòng về những trì trệ bừa bộn của thành phố Hồ Chí Minh, nơi là đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi thử nghiệm những cải cách từ dưới lên và nơi đang giảm tốc tăng trưởng kỷ lục sau nhiều năm. Trong số các ý kiến đầy chân thành, tâm huyết có góp ý rất đáng chú ý của giáo sư Phan Xuân Biên, nguyên trưởng ban tuyên giáo thành ủy, người có nhiều năm cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Ông Biên không nêu lại hoàn cảnh khó khăn và những lý do của nó, ai cũng biết rồi, tỉnh nào cũng khó trong đại dịch, sau đại dịch, mà ông phát biểu ôn lại chuyện xưa của thành phố. Nào bao vây cấm vận, nào sai lầm cải tạo công thương, nào ngăn sông cấm chợ, nào chuyện toàn dân ăn bo bo trong khi lúa chín rục trên đồng. Tôi ngồi ở dưới nên biết mọi người xì xào, nhắc lại những chuyện đầy khó khăn đã trải qua. Lúc đó khi nghe ông Biên ôn lại chuyện cũ, ai được mấy mét vải, ít tem phiếu cũng phải bán đi mà đong gạo cầm hơi. Có người còn nhại lại câu trong chuyện Kiều, bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô. Vậy mà rồi thành phố không những thoát ra được hoàn cảnh ngặt nghèo đó mà còn đóng góp vào đường lối đổi mới của cả nước. Mà hồi ấy không thấy ai sợ cả. Bà Ba Thi tìm cách lách quy định để mang gạo với giá thị trường về cứu đói cho dân. Còn ông Võ Văn Kiệt thì động viên, chị cứ làm, nếu bị tù thì tôi đi đưa cơm. Lúc đó những cán bộ có tinh thần đổi mới bị kiểm tra, thậm chí có người còn bị quy kết là sặc mùi tư bản, là chệch hướng, rất nặng nề. Vậy mà sau hồi đó không thấy ai sợ nhỉ? Tôi chợt nhớ lại giải nhất trong cuộc thi viết bút ký gần đây do Hội Nhà văn thành phố và quận 5 tổ chức viết về một tấm gương xé rào. Ông Ba Toàn, tức Lâm Tư Quang, nguyên là giám đốc đầu tiên của xí nghiệp thực phẩm Cầu Tre. Hồi đó do thiếu vật tư đơn hàng, thị trường nên ông móc nối với tư sản bên ngoài để duy trì hoạt động của nhà máy đã chìm sâu vào đình trệ.
Khi có đoàn trung ương vào kiểm tra, chuẩn bị quy kết là trái với chủ trương, đường lối thì các lãnh đạo thành phố như ông Nguyễn Văn Linh, ông Mai Chí Thọ chạy cả đêm xuống tận nhà máy tìm cách báo cáo với đoàn kiểm tra để bảo vệ ông Ba Toàn. Có một thời khó khăn cùng Kiệt, nhưng sao mọi người đồng lòng bảo vệ nhau vượt qua khó khăn đến thế? Thành phố giờ đây cũng đầy khó khăn, ách tắc. Trong dịch thì tang thương như vậy, sau dịch thì đình đốn như vậy, tăng trưởng kể từ đổi mới chưa bao giờ thấp như hiện nay. Hôm đó, ông Phan Xuân Biên khẳng định, niềm hy vọng nên đặt vào sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cơ sở, mà dám làm là vì sự phát triển chung thiết thực, không thể ngồi xuông nhìn nhân dân khốn khó. Tinh thần đó chính là sức mạnh của thành phố này. Bên dưới mọi người ngồi nghe trụng đầu bàn tán bảo ông nói đúng, nhưng cũng có những người bụt miệng nói nhỏ. Xưa khác, này phức tạp hơn. Tôi mà làm giám đốc CDC thì cũng vào lò rồi. Dịch bệnh ập đến, cơ chế rắc rối, nhưng phải quyết, phải ký, phải làm ngay. Mà làm xong thì cái phong bao bíu xén đã trở thành thông lệ. Nó đến làm mình thấy bình thường, dễ vi phạm. Nhưng nói gì thì nói, cái văn hóa phong bao đấy thật khó biện minh. Và giờ thì nỗi sợ và cơ chế chính sách rắc rối khiến nhiều người chùn bước, không dám làm. Họ ngồi im, thủ thế, từ đó mà làm cả thành phố án binh. Từ đó mới sinh ra đủ thứ kỳ quặc xưa nay chưa có bao giờ. Bệnh viện thiếu thuốc, người bệnh tự chữa trong khi tiền công quỹ đầy trong kho. Mà lĩnh vực nào của thành phố cũng đình trệ. Nhưng nói cho cùng, xưa bà Ba Thi, ông Ba Toàn và nhiều người khác nữa không sợ. Dám làm vì họ không tính lợi ích riêng tư. Họ đặt lợi ích nhân dân lên trên tất cả. Họ không toan tính cho cá nhân quá nhiều. Họ đặt số phận của mình vào số phận của nhân dân khốn khó. Khi đó họ tạo thành niềm tin của tập thể, tạo nên sức mạnh bứt phá ngoạn mục. Tinh thần đó của những lãnh đạo công chức của chính thành phố chưa có phải đâu xa lạ. Nó giúp thành phố trỗi dậy với đầy sinh lực, nó giúp tạo ra những đột phá của đổi mới của cả đất nước. Những bài học đó ai cũng biết, nó mới đây thôi, chứ có phải xa xôi gì đâu. Tòa ra quyết định tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 60 ngày để chuẩn bị xét xử. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam 60 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chuẩn bị xét xử. Quyết định trên được thực hiện là ngày tạm giam cuối cùng đối với bà Nguyễn Phương Hằng theo quyết định gia hạn tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ và cáo trạng truy tố bà Hằng cùng 4 đồng phạm từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tòa cũng phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thụ lý, giải quyết vụ án và lên kế hoạch xét xử. Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo luật sư Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, tổng cộng 10 người trái quy định pháp luật. Ông Đặng Anh Quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi live stream, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, lập kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, thông báo thời gian chủ đề live stream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để bà Phương Hằng live stream và đăng tải các bài viết của bà Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà Hằng. Do đó, hành vi của các bị can này là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Hằng. Bà Hằng và 4 đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cán bộ thành phố Hà Giang nhận 200 triệu đồng tiền bôi trơn bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, Dũng nhận làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sổ đỏ và yêu cầu người dân phải đưa 200 triệu đồng. Công an tỉnh Hà Giang đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Lê Văn Dũng, sinh năm 1984, ở phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, là cán bộ công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Lê Văn Dũng. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quy định trên. Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của người dân về việc có nhờ Lê Văn Dũng làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tức sổ đỏ. Dũng đồng ý với điều kiện người dân phải đưa cho Dũng 200 triệu đồng. Theo cảnh sát, mặc dù gia cảnh còn khó khăn, nhưng do lo sợ không lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân đã chuyển cho Dũng 200 triệu đồng theo yêu cầu và được Dũng đưa cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở.
Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Lê Văn Dũng có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.